Ai mà cho em mặc quá là bớt ăn dùm giúp anh. Anh mặc cho em ốm á, ăn không được. Bây giờ anh nói em ốm rồi, anh nói em mặc. Em ốm. Em ốm không? Em ăn. Đi. Hồi nãy á, có một cái chị kia trên fan trên YouTube á, gọi điện thoại nói à, chị đang nóng music box. Chị nói là chị rất là thích nhạc sĩ Lê Quang. Chị nói chị thích lắm. Chị nói là hồi đó giờ chị chưa thấy một cái nhạc sĩ nào mà thật thà giống như Lê Quang. Tại sao anh khoái chọc chị Khanh? Vui. Chị vui. Sao vui? Đó, mình nói lâu là mới hiểu á, vậy đó giống em vậy đó. A Muối nè. A Muối, số điện thoại của A Muối là 626-818-6096 nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn à, cho thơ biểu diễn mình thơ đi. Ôi, chưa xong thấy các bạn có thấy là hôm nay 8 tích lít cà lòm à, su cu. Giống như con phèo phẻo á. Phèo phẻo. Phèo phổi. Hát mới đến nhà. Cho nè. Một trái. Dưa. Cho. Cho nè. Cho nước gì nè, nói là trời nóng quá đem nước tới cho uống cho nó mát nè. Nước sâm bổ lượng, trời ơi mát quá trời luôn nè, trời ơi ngon dữ người ta. Nước sâm, nước gì, nước sâm mía lau, trời ơi mấy người nước sâm bổ lượng. Chào các bạn nha, chuẩn bị ăn đồ ăn của A Muối. Má uống nè má, để đem cất cái quán ngồi kia ăn. Má kiếm anh nãy giờ kìa, má anh ngồi đó má đi kiếm kìa. Má tìm quán ngồi ngoài kia, má ra kia mà tìm. Anh ơi, ăn bún bò quế anh. Lần này có hai món luôn, một món bún bò quế với một món mì của A Muối. Trời ơi, ngon quá, hấp dẫn quá đi. Rồi đây, quần thánh của A Muối làm quá trời ngon đây. Mì quần thánh của A Muối. Mì này là chính gốc là của người Hoa đó. Hôm nay có chị Thao xuống ăn bánh mì quần thánh của A Muối nè. Có đầy đủ các loại, giống như là thịt băm nè. Thịt băm. Thịt xá xíu nè. Xá xíu. Hành thánh nè. Rồi đặc biệt có tóp mỡ nữa nha. Tóp mỡ. Rồi á, lá hẹ nè. Rồi xà lách nè. Rồi đầu hành trắng nè. Nói chung là nó rất là đúng kiểu của người Hoa mà mình ăn mình rất là thấy ngon. Mình xuất sắc á. Rồi bây giờ mình ăn thử nha. Sao thế đâu rồi? Ớt sao thế đâu rồi? Cho miếng ớt sa tế thì đinh. Cho miếng sa tế Thao đi Thao. Còn mấy gì cả. Rồi. Cái miếng sa tế của cầm Thao. Người ta bỏ nhiều chất bảo quản đó. Mình ăn nó tốt. Sao cứng quá nha. Mình phải ăn cái khói của mình làm. Anh ăn miếng sa tế không? Ngon quá. Thịt sa tế của Thao ngon quá. Thơm. Rau. Em ăn hả? Rau đi anh. Rồi, xin mời, xin mời, xin mời. Thôi ơi. Hôm qua có cái anh Dũng đó, ảnh tới, ảnh nói em, ảnh mua hai cái hộp mì Quỳnh Thánh của Muối á, đem về. Anh nói trời ơi, đi làm về xong rồi lấy đồ A Muối ra ăn, xong ngồi coi bà Tám Câm Thơ. Trời đã gì đâu. Như cái cục khí quách bự nè. Để coi ăn mì gần thấm của A Muối nè. A Muối có tài ghê, nói gì nữa. Món chất lượng mà xương quá trời nè, thấy không? Có mấy người ở tiểu bang á gọi điện thoại nói chuyện đấy, trời ơi Tám sướng á, được ở gần A Muối. Em mà ở gần A Muối em khỏi nấu ăn, em mỗi ngày em order A Muối có sẵn vậy.
tới ăn nó đã. Anh muốn nấu ăn ngon ha. Quá anh Dũng anh khen quá trời, anh khen đồ ăn anh muốn ngon quá trời. Coi như là đúng điệu á, đúng điệu người Hoa á. Ha, mình bánh này là đúng điệu người Hoa này, có tóp mỡ nè, có thịt xá xíu nè. Có hẹ nè. Dạ cái hai cái mét này đi chỗ khác nhìn thầy ok mặt thảo kìa. Tại vì A Muối là người Hoa, thành ra khi mà A Muối nấu mì Quỳnh Thánh nó rất là ngon. Với lại cái tô Quỳnh Thánh nó đúng điệu của người Hoa. Ví dụ như có thịt xá xíu nè, có hẹ nè, có salad nè, có tóp mỡ nè. Và cái Quỳnh Thánh này A Muối làm cũng đặc biệt ha. Nói chung là có tóp mỡ là cái đó đặc biệt lắm ấy. Và A Muối bỏ thêm mấy cái lát ớt hấp dẫn á. Một tô đáng đồng tiền luôn á. Đúng là người nấu bếp giỏi á, coi cái tô ăn, đồ ăn có khác ha. Mình ăn mình đâu để ý vậy, mình biết ngon ha. Anh muốn nấu sao là để ý từng từng chi tiết ha. Rất là có tâm á. Ha. Rất là có tâm luôn. Nấu là coi như là đúng kiểu, đúng cách. Không có thiếu cái gì hết á. Mình ra order mà đồ ăn của A Muối là không có thất vọng đâu. Anh đừng xin em nữa nha anh. Rớt rồi anh. Đừng xin mà thôi. Lại gì nè. Ăn cục xương đi. Xương rồi con cục con. Đã ăn cục xương nè. Đầy lắm. Gặm chó gặm nè. Em quái lặn cái cục cái gì. Cái này là gì kêu là cái gì nè. Xíu quá. Không phải cái này nè. Sụng. Sụng. Cái gì bọc bọc ở ngoài á, sủng á, ngon á. Anh ăn cái tủy ở trong á, nôi cái tủy ở trong ra hả? Mà A Muối nấu nhiều xương cho nên nước lèo rất là ngọt. Ngon. Quan trọng cái nước lèo ha. Nước lèo quan trọng nữa. Mà thịt đủ nhiều ha. Thịt tủy ngon kìa. Ai ăn cái quá trời. Ăn xong rồi hả? Rồi. Mở ra nha. Nó còn cục cái quá trời. Thôi. Muốn ăn tài không? Lẹ ha, quá lẹ. Mình chưa ăn hết nửa tô không ăn tà hết rồi. Má nhớ hồi xưa cái xóm mình không? Nó có cái hủ tiếu ngay đầu hẻm của người Hoa đó. Mình hay ra ăn nó thơm ngon ha. Trong xóm mình nhiều người nói bán đồ ăn ngon lắm. Bây giờ tiệm nó mới dẹp rồi má. Cầu thường con khoái ăn cái chỗ nó dễ sợ luôn á. Nước lèo ngon rồi sau bò cái kho nữa ha. Có cái chỗ nào bán bò kho cũng ngon. Không. Cái bò kho là thơ nhớ không? Là cái cô đó cổ ngồi. Cái mình á, mình lấy một bát mì ở nhà mình cầm cái tô ra. Cái mình xếp hả? Hàng. Cái tới cái cổ trụng mì xong cổ bỏ tô, cái cổ bỏ bò kho vô. Cái một đem nguyên cái tô đó về nhà mình ăn. Ngổ vậy? Ừ. Cũng đó. Mà xưa thời mà cũng như là còn cực á, còn khổ á. Là vậy á. Mỗi buổi sáng là mỗi người cầm cái tô, cứ bỏ một bánh mì. Không bánh mì, không bánh mì hả? Không biết sao nữa đó. Không biết sao mà không có mì. Nấu hai nồi, một nồi bò kho, một nồi gì nữa đó. Xong ai chọn nồi bò kho thì lấy, ai chọn hủ tiếu thì của bếp vô. Cảm ơn A Muối. Chắc ăn thêm cục cái quất đâu à. Ớm á, em giờ ớm. Trời ơi. Cái gì? Em ớm á, em ớm hả? Em mập chứ em ớm gì? Em bữa nay em xuống lại một bao rồi. Hai bao. Em ớm rồi, tại sao em biết? Lên thơm, cái này gì? Nước tương á, là bỏ vô trong hình như chấm xí quách ăn á, đúng rồi, muối nó là trời, nước tương này là chấm xí quách ăn. Tương này cũng điệu nghệ nè, bỏ hành lá rồi vô phải không?
mùi cái tô này của ai ăn luôn hả? Rồi ớt nè. Ăn được không? Má. Ăn đi thôi. Đâu có ai ăn đâu. Nè, cái nước tương nè. Để ăn Quỳnh Thắng của muối nha. Ăn luôn mà. Quỳnh Thắng con ăn nha. Nó có hai cái. Xuống hai pha rồi cho nên ăn thêm. Ăn nhiều đi mà. Thơm không? Ai mà chê mặt á là bớt ăn nhìn như ăn. Ăn mặt cơm ốm á. Ăn nhiều lắm. Bây giờ anh nói món này, anh nói mặt. Thì mớ. Ốm không? Để anh ăn. Ăn đi. Anh ăn vô nhưng mà nó làm hánh thôi, mì anh không ăn. Có mì rồi, mà ăn. Mì nó lên xíu rồi. Khá ăn thêm ăn, không? Ăn thử một cái đâu, được ăn muối làm ngon lắm. Ông hiện chưa ăn á, ngon lắm á. Ăn này của đúng người Hoa á. Nhiều quá. Thì chia bớt em. Có mát mát hồi sáng là bao nhiêu phần, muối đem tới bao nhiêu phần? 6 phần. Ngon mà anh. Được, cái bữa đó, thập vô. Quẩy nó quá ngon luôn á. Bể cái đó ra, để hút. Thơm rồi, sao ăn cũng kỹ vậy. Nó vậy hả? Ừ. Đúng rồi, để nó hút nó mới có ra được chứ. Ừ. Để trong hút nó. Ừ. Ừ. Không có mặt, chứ hết á. Không mặt hả? Ờ, nó ăn nó vô cái màn đậm được không nè. Nó quên. Có vô cái người, nó vô cái đậm được không nè. Chị, anh đang ăn cơm chút xíu, em gọi lại cho chị nha. Hồi nãy á, có một cái chị kia trên fan trên YouTube á, gọi điện thoại nói chị đang ngóng music box. Chị nói là chị rất là thích nhạc sĩ Lê Quang. Chị nói chị thích lắm. Chị nói là hồi đó giờ chị chưa thấy một cái nhạc sĩ nào mà thật thà giống như Lê Quang. Mấy nước uống lên cái nước mà cái cô nãy làm cho mọi người nhớ đón xem nha, chương trình nhạc Lê Quang xong xe thôi, nhạc của Lê Quang hay lắm, nhớ vô like comment nha, share nha. Ngon không? Miếng lâu ngon ha, nước ngon quá ha. Cảm ơn Lan nha. Lan công phu nấu này nước sâm bổ lượng. Nóng đèn. Anh uống nước sâm bổ lượng không? Dạ. Ờ, cho ông qua miếng uống nước sâm bổ lượng. Ủa bà Lan bữa nay mấy này không lấy quà vậy? Bà Lan nào? Bà Lan Khanh. Chị Khanh mà kêu bà Lan Khanh. Tại vì bà đi lên chùa đó, bà giống Lan đó. Tay niệm chữ Di Đà mà. Ông Quang này ông khoái chọc chị Khanh lắm. Mà tại sao anh khoái chọc chị Khanh? Vui. Vui sao vui đó, mình nói lâu bà mới hiểu vậy đó, giống em vậy đó. Chị Khanh dễ bị dụ, không dụ hoài, bị sập hầm không hoài à. Khanh giờ biết rồi, biết tẩy của anh rồi, mỗi lần anh nói câu nào là chị phải suy nghĩ. Vậy, chị không có tin đâu mà cũng chậm mà. Rồi cho ông Quang một ly đây, xin mời. Niệm chữ Di Đà trong mắt ta. Trong mắt Lan là hình bóng thơ hiển hiện là bà đó. Trời ơi, no quá. No quá. À, muối là ăn có tâm ha. Không có sợ, cũng như là rất là rộng rãi á. Không có khoáng. Ờ, không có cái kiểu ngon, giống như là ngon. Làm đầy đủ, không có thiếu cái gì á. No, không có sợ lỗ. Không sợ lỗ ha. Đầu xưa mình đi hát muối cái bàn ăn nghệ sĩ ăn hê hề luôn, ngặt mặt luôn. Đúng rồi. Cái gì? Hồi đó muối làm bầu xô á. Bầu xô á. Làm xô á, cái trời ơi, muốn cho. Đồ uống say luôn. Ca sĩ này kia ăn bụi no nê luôn, đầy đồ. Bây giờ không làm nữa hả? Giờ muối luôn làm không đi dịch bệnh thì sao lại. Nhưng mà nếu hết dịch có làm không? Hồi đó muối cũng tính làm đó nhưng mà giờ mấy cái nhà hàng đóng cửa hết rồi, đâu có chỗ nào tổ chức. Phải hết dịch.
Bữa nào hết dịch muối làm đồ xôi nha muối. Cho muối ăn rồi. Tiếp. Muối để cho mọi người ăn đầy đủ. Lòn thơ cái roi nào ăn bún. Ôi tắm đem xem xeo hồi lúc trước đem về cho ông ngoại uống á. Ông ngoại trời ơi má. Ba nói với má làm sao má nói gì? Nói cái tay ba hết đau rồi không có đau rồi. Ừ. Mấy bữa đau cái tay ghê đó. Sao lại uống hết đau tay. Tội ba lắm ba uống một ngày có một viên. Sao hết á. Mới đầu ba uống hai viên đúng không? Má biết tại tại vì sáng á, sáng gọi ba thì ba nói ba uống ngày có một viên à. Chứ nói ba đừng có uống vậy. Ba uống vậy nó không có ép phê đâu. Đúng rồi, ba hai viên. Phải hai viên, sáng viên, tối viên. Nhưng mà sao ba nói ba uống viên vậy? Ba nói ba sợ hết thuốc hả? Ba nói ba còn có 10 viên à. Thành ra con mới nói là để con nói thơ, có gì thơ nó gửi gì cho ba. Chắc mai gửi về cho ba. Mai gửi về. Đâu có biết đâu, hồi đó giờ không có biết, cái đâu có đưa cho ba uống. Tự nhiên cái vừa rồi mới gửi hàng về mới kêu thấy ba nói là ba đau đau. Cái xong cái kêu Eric nó đưa qua cho ba, ba uống cái bọc khoái quá trời. Nhưng nó mới đem qua ngủ mới đưa cho ba hủ uống thử xong rồi ba khoái quá, bây giờ gần hết rồi. Giờ ba uống ba thấy sao, chúng mình điện về hỏi ba coi. Ba thấy sao má nè, má biết nè, ba nói chuyện với má. Ba nói ba uống ba khỏe mà hết đau tay. Không có đau tay nữa. Má đi mà kêu bye bye. Về. Bye bye các con. Ồ, bé két với bà Ti về kìa. Bà Ti kìa. Giống như diễn viên điện ảnh nha. Quá trời. Trời ơi. Giống Hollywood xuống vậy. Dạ đâu có. Con. Mồ két ăn gì cho con. Mặc đồ nồ xíu. À, mặc đồ nồ. Ti đi đâu xuống đây hoài vậy Ti? Dạ đi làm luôn mày. Không mà tại vì cái bé con thì điểm điểm á là con không có trả. Tại mẹ dụ con đi á, mẹ nói mẹ đi với con, cái cuối cùng không phải đi, cuối cùng mẹ không đi nữa gì hả? Sao mẹ không đi? Mẹ nói mẹ mệt, mẹ yếu đuối rồi không đi. Ăn sạch nhất luôn. Thôi bây giờ thêm một lần nữa đọc số điện thoại A Muối nha. Chứ không thôi là mà mọi người cần hỏi nữa. A Muối nè. A Muối, số điện thoại của A Muối là 626-818-6096 nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn đặt đồ ăn của A Muối, nhưng mà muốn không có ship đi tiểu bang. Có nhiều người tiểu bang thích lắm nhưng mà không có ship đi đường. Có một cái chị đó, chị gọi cho tôi và lên chị nói sao: em ơi, em ship cho chị mít, mì Quỳnh Thắng, dịch tiềm, chay, rồi bánh canh của A Muối, em ship cho chị nha. Nó ok, để em ship cho chị, em gửi cái hình cho chị ăn đỡ. Chị cười quá trời, chị chọc á, chị chọc Tám á, như là Tám ăn cái gì là chị đòi cho, hình như là muốn cho Tám ship cái đó cho chị à. Xin mời chị Linh. À, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ và Tám Chăm Thơ nha. Thank you, bye bye. Chúc các bạn một ngày ăn lành, vui vẻ, hạnh phúc. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you, bye bye. We'll be right back.